Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nước ta có 12 cơ sở đào tạo đại học và sau đại học, 28 trường cao đẳng và 2 trường cán bộ quản lý. Đến nay, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hình thành mạng lưới các trường, các đơn vị đào tạo phân bố rộng trên cả nước. Đây chính là những cơ sở đào tạo quan trọng giúp ngành nông nghiệp có những nguồn lực chất lượng cao, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên thì nhiều năm trở lại đây, vấn đề lao động còn thiếu hụt kỹ năng và năng lực hành nghề, tỷ lệ lao động chưa được công nhận có kỹ năng nghề quốc gia còn chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường không kiếm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo do chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, và thị trường lao động đã khiến cho ngành nông nghiệp thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực. Vâng, không những vậy, theo thống kê những năm gần đây sinh viên đăng ký học ngành nông nghiệp rất thấp. Chính vì vậy, mặc dù nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp rất lớn, trong khi đầu ra ngày càng khó khăn vẫn đang là bài toán nan giải của cả doanh nghiệp lẫn đơn vị đào tạo. Và để có cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề này, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là một buổi học thực hành của sinh viên khoa chăn nuôi thú y, một trong những ngành nghề đang rất cần nguồn nhân lực có trình độ được đào tạo bài bản. Em nhận thấy ngành này hiện tại đang rất là thiếu nhân lực, thì so với nhu cầu hiện nay thì em quyết định học ngành chăn nuôi thú y, và định hướng của em sau này là sẽ tiến tới và làm trong các trang trại, bởi vì em biết ngành này rất là thiếu nhân lực và cần những bác sĩ thú y thật sự giỏi. Không chỉ ngành chăn nuôi mà nhiều lĩnh vực sản xuất đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, tuyển sinh đại học các ngành nghề nông thôn lại có xu hướng giảm. Trong đó, giảm mạnh ở các ngành truyền thống như khoa học đất, khoa học cây trồng, phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên rừng, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, thủy văn học. Thực tế này đòi hỏi các trường phải chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế. Đứng trước yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, thì nhà trường đã dần chuyển hướng. Thế thì cũng là câu chuyện về đào tạo, về trồng trọt, về chăn nuôi, về thú y, thủy sản. Nhưng mà giờ đây thì giảng đường đào tạo gắn chặt với lại các cái kiến thức công nghệ mới cập nhật để mà phục vụ trực tiếp yêu cầu của hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tại hội nghị đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nông nghiệp thông minh hay nông nghiệp công nghệ cao là những mục tiêu mà ngành đang phải nỗ lực hướng tới, với giải pháp bắt đầu từ nguồn nhân lực. Theo đó, Bộ đang xây dựng đề án tri thức hóa nông dân nhằm hình thành đội ngũ nông dân có trình độ, văn minh, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Quan trọng nhất để làm sao chúng ta phải xây dựng một đội nông dân để mà chuyên nghiệp hơn. Đấy, và trung dân mà có trình độ hơn, đặc biệt là trong cái bối cảnh mới khi mà có rất nhiều những cái vấn đề mới, cái nguồn lực mà sản xuất chúng ta thấy là đất nước trong nông nghiệp, cái nguồn lực thì ngày càng cạn kiệt, thì chúng ta thấy rằng là cái động lực để mà cho tăng trưởng, động lực cho phát triển thì chúng ta cần phải có những nguồn lực mới. Thế thì đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ thì chính là những cái động lực mới. Thế thì muốn để chúng ta đưa những động lực mới và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ đấy thì chúng ta phải có cái lực lượng chúng ta tiếp nhận được. Số liệu phân tích cho thấy có tới gần 50% trong tổng nguồn nhân lực nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất. Vì thế, Bộ Nông nghiệp đặt ra mục tiêu đến năm 2030, bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn trên cả nước. Tỷ lệ lao động nông thôn đang được đào tạo đạt trên 70%. Thưa quý vị, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đánh giá rằng chúng ta đang theo hướng từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp số hiện đại, trong đó hướng mạnh đến giá trị gia tăng cao hơn từ chính sản phẩm đó, nên tư duy về sản lượng và giá trị cần phải định hình lại cho phù hợp để hành động. Muốn vậy thì việc đào tạo nhân lực làm sao để đáp ứng được nhu cầu là rất cần thiết vào lúc này. Tuy nhiên thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều những thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất là thiếu hụt lao động tay nghề cao, đặc biệt là lao động ở lĩnh vực nông lâm thủy sản. Hiện nay thì tư duy học nghề nông nghiệp là về quê làm ruộng khiến cho nhiều người e ngại. Vậy chúng ta đang đối diện với những khó khăn như thế nào? Và hướng đi để giải quyết những khó khăn đó ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng tôi đã mời đến trường quay nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình ạ. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh ạ, như phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã đề cập rằng là ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng đóng góp một phần rất lớn ở trong cái sự phát triển kinh tế của xã hội. Tuy nhiên có một thực tế là trong những năm gần đây thì cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành nông nghiệp ngày càng suy giảm. Thì theo nhà báo thì nguyên nhân là do đâu ạ? Thực ra cái nguồn lao động chất lượng cao ở đây chúng ta phân biệt rõ là bây giờ cái chất lượng cao của cái nguồn lực của ngành nông nghiệp, từ trình độ cao, từ trình độ tiến sĩ sau tiến sĩ nhé, cho đến lao động ở mức độ phổ thông đều thiếu hụt một cách trầm trọng và chất lượng xuống rất nhiều. Đấy là điều chắc chắn. Tôi trong mấy tuần vừa rồi tôi có đi làm việc với 3-4 viện cơ bản của Bộ Nông nghiệp. Thế thì có những viện đến 10 năm nay không tuyển được ai vào viện cả.
Và có những viện thì từ đầu năm đến giờ họ ra đi khoảng mất 20% tất cả nguồn lực chất lượng cao đi ra làm cho doanh nghiệp. Tất nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng thế này, đi làm cho doanh nghiệp cũng là điều rất là tốt, bởi vì đấy cũng là cái nguồn lực của xã hội. Nhưng các viện nghiên cứu cơ bản khi thiếu hụt đi nữa thì sau này những đầu tàu nó sẽ mất đi những cái nhân tố thật tích cực. Thế quay trở lại cái vấn đề những nguồn lao động phổ thông hiện nay thì hầu như là trong đào tạo của Bộ Nông nghiệp trong 5 năm sau này thì đều các hệ thống đại học này, cao đẳng này, trung cấp và học nghề đều giảm từ 30 đến 40% hết, tức là không có đầu vào, người ta không có đầu vào. Và bây giờ đến năm kế hoạch đến năm 2030 thì chúng ta mới đạt được là 10% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp, 10% mới có chứng chỉ đào tạo nghề. Nghĩa là bây giờ chúng ta mới được có 5%. 5 năm nữa chúng ta mới có được 10% cơ mà. Thế giờ một cái ngành cực kỳ quan trọng. Thế mà phải đến năm 2030 chúng ta mới hy vọng là 10% người có chứng chỉ đào tạo. Thế thì nguyên cái số liệu đấy các anh đã nhìn thấy là cái chất lượng đào tạo là có vấn đề rất là rõ rệt như ở chính ở điều này. Và trong cái phóng sự các anh cũng đề cập và cũng đấy là mối lo ngại nhất đấy. Bây giờ các viện của khoa học là tôi đi theo dõi là hầu như là bây giờ toàn có những viện bây giờ trẻ nhất là 33 tuổi, những cái viện thế thì sẽ rất gay, sẽ thiếu hụt những cái nguồn lao động trình độ cao, chất lượng đi toàn những người học ở nước ngoài về cả. Thế bây giờ không có điều kiện để làm việc tốt nhất là họ phải rút, thậm chí là họ phải ngồi đấy chờ thế. Đấy là một cái thực trạng ngành nông nghiệp rất đáng báo động ở chuyện đấy. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, là chúng ta rõ ràng là có thể thấy rằng là những sinh viên mà theo học ngành nông nghiệp ấy thì đa phần là con em mà đến từ nông thôn. Tuy nhiên thì ngày nay cũng khá là ít những bạn trẻ mặn mà theo cái ngành nghề này. Nhà báo Trịnh Bá Ninh thì nghĩ sao về vấn đề này? Thực ra bây giờ thì các bạn có nhiều lựa chọn. Thế mà lựa chọn vào nông nghiệp ấy gần như là chỉ có một vài người lựa chọn với một sự yêu thích, hay nữa là thôi thì học cái đấy nó cũng nhàn nhã một tí. À, và cũng cuối cùng sau này ra thì đôi khi mình cũng làm việc trái nghề. Đấy, cho nên hiện nay thì nói chung là vào nông nghiệp ấy thì nhiều người nó cũng không mặn mà lắm, bởi vì sao? Thu nhập thấp hơn các ngành khác, đấy điều chắc chắn. Thế các anh các chị hình dung thế này thì sẽ biết ngay là thu nhập thấp thôi. Có một cái ngành mà sản phẩm như tôi tính là sản phẩm như tươi sống, như trái cây chẳng hạn ấy, thì chỉ được 30% loại 1 thôi. Đấy, còn đến 40% là loại 2, còn 30% là loại bị loại bỏ. Thế thì có một cái sản phẩm mà ở đấy chỉ có 30% loại 1 ấy, thì đương nhiên là cái giá trị gia tăng sẽ rất thấp. Mà giá trị răng rất thấp thì dội lại là những người thu nhập nó sẽ rất thấp và rất bấp bênh. Và chính vì điều đó khiến cho các bạn có thể theo học nông nghiệp để lấy cái bằng đấy, để cho bố mẹ vui thôi. Thế thôi, chứ còn ra làm các bạn sẽ không theo đuổi nó. Bởi vì sao? Nó rất là rủi ro và thu nhập thì rất thấp. Chúng ta thì hay nhìn những điển hình là có những người này thu nhập rất cao. Nhưng nếu anh nhìn điển hình đấy thì anh cao so bằng với công nghệ thông tin được không? Cao so bằng dược phẩm được không? Cho nên chúng ta không nhìn trong một cái diện rất hẹp như thế, mà chúng ta phải nhìn trên tổng kết. Nhìn trên tổng kết thì thu nhập ngành nông nghiệp của những các bạn đang theo dõi nông nghiệp mà kể có bằng cấp chỉ bằng 36% thu nhập bình quân chung của tất cả các ngành dịch vụ thương mại tài chính ngân hàng đấy, có 36%, 40% là kịch thôi. Đây số liệu này Bộ Nông nghiệp tổng kết vào tháng 8 năm 2023 trong một cái cuộc gọi là đánh giá lại toàn diện về cái nhân lực của ngành, là cái lao động sẽ chất lượng sẽ không thể thu hút được. Ngành nông nghiệp rất hay như thế, rất là lãng mạn như thế nhưng không thu hút được các bạn trẻ có tài vào đấy. Thưa nhà báo, việc thiếu hụt mà nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao như vậy thì có thể gây nên những cái hệ lụy như thế nào cho chúng ta? Hệ lụy đầu tiên là năng suất lao động sẽ thấp. Đấy, chất lượng sản phẩm đôi khi là toàn chất lượng sản phẩm thô thôi. Và khi chúng ta đưa thì đưa ra những một vẫn là những sản phẩm truyền thống thôi, ví dụ cà phê, ví dụ hồ tiêu, ví dụ như là cao su, ví dụ sầu riêng hoặc các trái cây. Thế nhưng mà cái anh khai thác những thế mạnh của tự nhiên mà ở đấy yếu tố công nghệ ít, hàm lượng tri thức và công nghệ ít vào đấy thì sớm hay muộn anh sẽ dẫm chân tại chỗ, thậm chí lùi lại sau khi các nước khác tiến lên nếu như họ áp dụng công nghệ tốt hơn ta. Đấy, chúng ta cần lao động ở trình độ cao và chất lượng tốt đấy là để làm sao để chúng ta có thể bắt kịp được với trào lưu công nghệ, để chúng ta có thể vượt lên được, để làm sao trong cái sản phẩm, trong cái thành phẩm mà chúng ta sản xuất ra nó chiếm 50-60% một cái sản phẩm chất lượng loại 1. Chứ anh hình dung ngành công nghiệp, có một ngành công nghiệp nào mà ở đấy 30% chỉ là loại 1 thôi? Ví dụ anh sản xuất quạt, anh sản xuất tivi, 30% nó phải là gần 100% một chút thứ phẩm cái người ta đã đưa ra ngoài khỏi cái dây chuyền rồi. Những ngành nông nghiệp thì không thể đạt được cái điều đấy. Đấy mới là một cái thử thách chứ. Đấy, cho nên là cái khó của chúng ta là cuối cùng cái khả năng mà cạnh tranh những sản phẩm mà ở đấy hàm lượng tri thức và công nghệ cao đối với quốc tế là sẽ khó. Anh lúc đó anh chỉ cạnh tranh ở những sản phẩm ở truyền thống mà ở đấy có lợi thế tức là
nói chung là người ta không có hoặc có rất ít thì chúng ta có thể thắng được. Thế thì điều đó nó sẽ không bao giờ bền vững được cả, chắc chắn như thế thôi, không bền vững. Và không bền vững thì thu nhập của toàn ngành giảm đi, thì người lao động lại giảm đi, và đấy là cái vòng luẩn quẩn, đấy, nó khó là chính ở cái điều đấy. Năng suất lao động chủ chúng ta có những ngành mà tôi nhớ là có những tờ báo đưa là có trong nông nghiệp có những chuyên ngành mà chúng ta thua của Lào cơ mà, năng suất đấy, năng suất ta thua ở Lào đấy, thì các anh hình dung nó thế nào? Thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, là vậy thì để mà chúng ta có thể khắc phục được những cái khó khăn này cũng như là những cái hệ lụy gây ra trong tương lai như vậy, thì ngành học này cần phải có những cái hỗ trợ gì, phải có những cái ưu tiên gì, những biện pháp gì mà để cho chúng ta có thể thu hút được nhiều bạn trẻ học cái ngành này? Thi thoảng có những năm ngành nông nghiệp được rất nhiều người mến mộ. Tôi cái năm mà tôi thi vào đại học nông nghiệp, tôi học đại học nông nghiệp 1, cái khóa năm vào đấy là năm 1976, lúc đó điểm lấy cao nhất trong hệ thống của trường đại học nhé, vượt qua y khoa, vượt qua bách khoa, vượt qua tổng hợp nhé. Đấy là năm kỷ lục. Tại vì những năm đó thì chúng ta nhìn thấy tiềm năng của đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Thế hệ chúng tôi ra trường là đi hết tất cả những miền quê để bắt đầu khai phá. Thế nhưng mà nó chỉ được một lần đấy thôi. Đấy là chúng tôi nhớ mãi những năm đó là lấy điểm số cao nhất, vượt lên y khoa 2 điểm cơ mà, y khoa còn thấp hơn, dưới 2 điểm. Đấy, nhưng mà nó chỉ được một khoảnh khắc như thế thôi, một khoảnh khắc lóe sáng. Tôi gọi khoảnh khắc lóe sáng mà không bao giờ trở lại nữa, đúng không? Đấy, thế giờ muốn trở lại, muốn để làm được điều đó thì chắc chắn là phải, bây giờ anh phải xác định rõ thôi. Một là anh, nếu anh mà cứ để một cái vòng luẩn quẩn như con gà hay quả trứng, có trước. Thế giờ anh muốn đào tạo nguồn nhân lực thì kinh nghiệm của thế giới cho những nước đang phát triển, tôi nói đang phát triển, không tôi nói những nước phát triển lớn. Kinh nghiệm thì nó chịu. Một, giáo dục anh thiết kế một chương trình thật phù hợp với thực tiễn. Và chương trình nó phải thay đổi, cập nhật với đời sống. Chứ không phải anh vác một cái chương trình cách đây 10 năm, người ta trồng lúa, 20 năm người ta trồng lúa ra thì anh dạy, bây giờ ta sao nghe được, đúng không? Giáo dục rất khoát phải đi được đầu tiên. Hai, mời gọi những người giỏi, người con giỏi ở nước ngoài trở về. Ba, hợp tác quốc tế. Bốn, hợp tác công tư. Tức là theo doanh nghiệp đặt hàng với các cơ sở đào tạo. Tôi đặt hàng anh, năm tới này tôi cần những người như thế này, như thế này. Và anh thiết kế chương trình dạy, và chương trình dạy đấy tốt nhất là anh cho chúng tôi xem. Chứ anh không giữ cái trong bong bóng đại học được. Hiện nay chúng ta rơi vào tình huống là bong bóng đại học. Đôi khi ở trong đại học cứ dạy thôi, thế còn không biết ở ngoài cái bong bóng đó, ở ngoài đời sống thực tiễn nó đang xảy ra cái gì. Đấy, các anh các chị thấy nước cạnh chúng ta là Trung Quốc đấy, bây giờ Kiều Hiền đại sĩ, rất nhiều người tài nước ngoài cũng về họ xây dựng. Ở Việt Nam ta rất nhiều người giỏi, tôi phải nói khẳng định, nếu các cá nhân đấy, tỷ lệ người giỏi ở trong nhiều lĩnh vực là rất là cao, ở châu Âu hoặc ở Mỹ hoặc ở một số nước nó rất cao, và chúng ta nếu có chính sách mời gọi họ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn đặt ra câu hỏi thế thì tiền đâu, thì đấy lại là vấn đề khác. Thế bây giờ không có tiền, không mời được người giỏi, không người giỏi thì lại không làm ra tiền, thế anh rơi vào vòng luẩn quẩn à? Không được, anh phải xác định rõ, bây giờ anh phải xác định rõ chứ. Mục tiêu chúng ta bây giờ trong 5 hoặc 10 năm tới, chúng ta có những đội ngũ gọi tinh thông. Đấy, về nông nghiệp thì chúng ta phải đầu tư, bắt buộc phải đầu tư thôi. Đầu tư thì một, anh phải tiết kiệm nguồn chi, hai nữa là anh phải ưu tiên lĩnh vực nào đó. Bao giờ các nước người ta sẽ chọn lĩnh vực ưu tiên. Nhớ, tôi biết là nhà tôi nghèo, tôi không thể giải mạnh mạnh như được, và tôi phải ưu tiên lĩnh vực này trong trước mắt. Ví dụ là y dược, ví dụ là du lịch, ví dụ nông nghiệp sinh thái, tôi xoáy sâu được, và nông sản trọng điểm, tôi chọn những lĩnh vực đó và đào tạo người theo lĩnh vực đó cho 5 năm tới. Chứ còn bây giờ nếu mà anh cứ giải mạnh mạnh cái gì anh cũng đưa ra một ít thì tất nhiên hiện nay cái nhu cầu đời sống thì trong nông nghiệp có rất nhiều ngành bây giờ không ai học, mà không ai học thì bây giờ là nhãn tiền là bây giờ đang phải bổ khuyết cho nó. Ví dụ ngành quản trị sức khỏe đất thì bây giờ có hội nghị giờ nó kiệt đất rồi, mấy năm vừa rồi anh không đào tạo người vì không ai học, bây giờ bắt đầu đến suy kiệt đất rồi, bắt đầu đi chữa rồi lại thiếu người. Tiền thì có rồi lại nhân lực lại thiếu, thế là chúng ta rơi vào tình huống tại vì anh không tiên lượng được trước. Đấy, bây giờ cái chương trình, cái dự án gọi là cải tạo đất của Bộ Nông nghiệp đấy, sức khỏe đất đấy của Bộ Nông nghiệp, và chúng ta suốt ngày chúng ta hiện nay chúng ta đang nghe nói, nó là hậu quả của 10-15 năm anh không chú ý nói nhé. Vì sao? Ngành đất đai hầu như không ai theo học nữa bởi vì nhìn không thấy tương lai. Thế bây giờ nhìn thấy tương lai thì lại, ủa, quay lại lại không có ông nào làm. Thế mình thì tình huống như luẩn quẩn đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là giáo dục rất khoát là phải đầu tiên, giáo dục đào tạo, rất khoát như thế. Giáo dục đào tạo thì đấy, có giáo dục theo công tư, thậm chí nếu anh nghèo thì anh có thể giáo dục từ xa. Anh nghèo nữa thì anh cái quá trình vừa chạy vừa xếp hàng, vừa giáo dục, vừa đào tạo và vừa thực tiễn sản xuất ngay. Nhưng nguyên tắc bất di bất dịch, anh thiết kế một chương trình phải lấy thực tiễn, đời sống, yêu cầu thực tiễn đời sống để xây dựng chương trình. Chứ anh không được xây dựng một cái chương trình theo một cái tự anh nghĩ ra. Đấy, hoặc anh bảo là cái này thế giới người ta làm, không, thế giới là việc khác. Mỹ không kệ, tôi không quan tâm, châu Âu không quan tâm. Tôi làm cho đồng đất Việt Nam
sản phẩm Việt Nam xuất khẩu đạt yêu cầu, còn Mỹ hay châu Âu tôi tham khảo anh thôi chứ không, tôi không mang dập khuôn được. Đấy, quan điểm tôi là rõ ràng là như vậy. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Trịnh Ngàn Ninh ạ. Thưa quý vị, trước sự thiếu hụt các nhân lực của ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt bình quân mỗi năm đào tạo nghề khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn trên cả nước. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ của nhóm ngành nông lâm thủy sản từ 4,6% năm 2020 lên mức 10% năm 2030. Vâng, và để thực hiện được mục tiêu này thì theo các chuyên gia cần phải thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò nguồn lực trong nông nghiệp. Ngoài ra thì cần có sự đồng hành của các doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển sinh, kết nối cung cầu việc làm, thay đổi tư duy của thí sinh khi mà theo học. Và mong rằng là trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ có nguồn nhân lực dồi dào, đóng góp vào nền kinh tế của cả nước.